Xin kính chào quý vị và bà con đang theo dõi chuyên mục Nông thôn mới của Đài truyền hình Việt Nam. Thưa bà con, sau hơn 10 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến thời điểm này có thể khẳng định chương trình đã đạt được nhiều thành tựu ngoài mong đợi, góp phần làm thay đổi căn bản diện mạo nông nghiệp, nông thôn, nhất là nâng cao được chất lượng đời sống cho nhân dân. Tại Tây Nguyên, dù là miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng chương trình đã có sức lan tỏa sâu rộng, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của toàn thể xã hội về xây dựng nông thôn mới. Qua đó, các tỉnh Tây Nguyên đã huy động được tối đa nguồn lực để cùng chính quyền địa phương thực hiện chương trình này. Chỉ còn ít ngày nữa thôi, con đường dài 700m, rộng 10m này sẽ hoàn thành trong sự hân hoan, phấn khởi của người dân xã Đa Nhiêm, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Điều đáng nói, tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng để xây dựng con đường thì có đến gần một nửa là từ người dân đóng góp khi đã hiến đến 5.300 m² đất. Ở một xã có tới 85% dân cư là đồng bào dân tộc Cơ Ho, thì với bà con, có con đường mang tầm đô thị từ chính những đóng góp của mình quả là điều đáng tự hào. Sau khi mà chính quyền địa phương vận động á, thì tất cả 100% là đều đồng tình ủng hộ để làm đường, tại vì cái đường này là tương lai cho mình sau này. Bây giờ mình cứ cống hiến, mình bỏ ra cỡ tầm mấy mét để mình hiến đất, nhưng mà nhà nước thì họ bỏ ra vật liệu như cát, đá, xi măng này kia đủ thứ để họ làm đường cho mình. Đó là quyền lợi cho bà con. Phong trào hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới đã và đang có sức lan tỏa sâu rộng trên khắp các địa phương tại Tây Nguyên. Việc bà con hiến đất, cây trồng, hiến ngày công lao động đã không còn là chuyện xa lạ tại đây. Ngay cả đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, vốn coi nương rẫy là cả cuộc sống của gia đình. Tuyến đường này dài là 6,3 km. Để thi công được tuyến đường này thì người dân cực kỳ đồng tình. Đồng dân đã hiến đất cho ban quản lý dự án cùng với địa phương với diện tích hiến đất khoảng cỡ 89.000 m², tương đương 9 ha. Có những hộ dân đã hiến từ 2 đến 3 sào đất. Khi con đường này được hình thành ấy, thì cái việc thứ nhất là cái việc đi lại của các cháu là học hành được thuận lợi. Hai nữa cái việc giao thông hàng hóa là không bị tư thương ép giá, và đồng thời nó cũng là nâng cao cái chất lượng tiêu chí về nông thôn mới. Đối địa phương thì hiện nay thì cũng đã đạt chuẩn nông thôn mới, nhưng mà địa phương cũng đang phấn đấu từ nay đến 2025 làm sao xã là đạt chuẩn nông thôn mới về nâng cao. Đồng thời thì có con đường này thì đương nhiên là cái tiêu chí về giao thông nó cũng càng nâng cao hơn nữa thì cho cái việc về nông thôn mới. Sau khi những con đường từ sức dân được hoàn thành và đi vào sử dụng thì không ai khác lại chính bà con nông dân là những người chăm sóc, dọn dẹp, trồng thêm cây xanh để tạo nên cảnh quan nông thôn khang trang, sạch đẹp, nỗ lực biến nông thôn thành những vùng quê đáng sống. Hơn ai hết, bà con thấu hiểu rằng mình chính là người được hưởng lợi từ những công sức đã bỏ ra. Vì chỉ khi nào có một môi trường sống trong lành, sạch sẽ, giúp đời sống tinh thần được đảm bảo, thì nỗ lực phấn đấu cho vật chất cũng sẽ dễ dàng và nhẹ nhàng hơn. Trong cái tinh thần mà làm phát động phong trào tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, thì thôn Tân Xuân chúng tôi rất là đồng thuận và hưởng ứng phong trào. Đến giờ này đã được tuyến đường rất là đẹp, sáng xanh sạch đẹp. Và chúng tôi là có cái kế hoạch cụ thể, tức là chia ra từng hộ dân để quản lý mỗi một hộ là 20 m đường. Trong năm gần đây thì xây dựng nông thôn mới, đặc biệt nhất liên quan nông thôn mới kiểu mẫu về môi trường, thì chúng tôi vẫn tiếp tục quan tâm xây dựng cái cảnh quan để đảm bảo cho cái môi trường cho đời sống nhân dân nó được nâng lên. Chúng tôi có cái khảo sát lấy ý kiến người dân thì phần đa là người dân đồng tình ủng hộ. Mà đây trong cái tiêu chí cực kỳ vấn đề là quan trọng. Những phong trào để giữ vững và nâng cao tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới như ngày Chủ nhật xanh, ngày thứ bảy vì nông thôn mới còn nhận được sự nhiệt tình hưởng ứng của mọi tầng lớp xã hội. Trong đó không thiếu các đoàn viên, thanh thiếu niên tại địa phương. Như tại huyện Đạ Tẻ, tỉnh Lâm Đồng, dù là phong trào tự nguyện, nhưng theo thống kê, có tới hơn 80% học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn đều tham gia tích cực việc quét dọn, thu gom rác thải, phạt tỉa cây xanh trên khắp đường làng, ngõ xóm. Hoạt động này đã khẳng định sự đúng đắn, có sức lan tỏa sâu rộng của chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới,
đến với mọi tầng lớp nhân dân ở mọi lứa tuổi. Việc dọn dẹp vệ sinh này thì một phần là sẽ giúp cho con đường đến trường của mình thoải mái hơn. Thì nếu như mà mình nhìn quang cảnh xung quanh xanh sạch đẹp thì đường đến trường sẽ, tinh thần của mình sẽ thoải mái hơn. Thì việc học hành của mình cũng thoải mái hơn. Cái việc duy trì gia quân vệ sinh môi trường hiện nay chúng tôi đã tổ chức thành phong trào. Cái thứ hai là xác định cái công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức của người dân là cái nhiệm vụ quan trọng. Từ khi mà người dân mà đã có ý thức trong việc bảo vệ cảnh quan môi trường rồi thì cái việc xây dựng cảnh quan môi trường nói chung và xây dựng nông thôn mới của cái địa phương thì nó sẽ gặp rất là nhiều thuận lợi. Để người dân có được nguồn lực dồi dào đóng góp cho địa phương đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, bên cạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của bà con về ý nghĩa thiết thực của chương trình xây dựng nông thôn mới thì cũng cần phải nói đến những giải pháp mà chính quyền các địa phương triển khai nhằm nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Đơn cử như mô hình liên kết chăn nuôi bò sữa với tập đoàn TH đang được triển khai tại huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Trung bình mỗi con bò sữa được chính tập đoàn TH cung cấp cho bà con nông dân cho sản lượng sữa từ 25 đến 30 lít sữa mỗi ngày. Sau khi trừ chi phí đầu tư, mỗi tháng người nuôi có thu nhập khoảng 6 đến 7 triệu đồng một con. Thu nhập cao, công sức lao động bỏ ra không đáng kể, nên chăn nuôi bò sữa đang được tỉnh Lâm Đồng đánh giá là mô hình phát huy hiệu quả kinh tế cao, nhất là đối với các gia đình không có nhiều diện tích đất sản xuất. Địa phương đã cho đi học tập rất nhiều nơi, cho đi nhiều hội thảo, đi tham quan, đi nhiều nơi như ở Đơn Dương, ở Đà Lạt, ở Củ Chi, rồi đưa ra tới trang trại bò sữa của TH ở ngoài Nghệ An nữa, là cũng tham gia nhiều lớp tập huấn khác nhau, rồi đầu anh em hướng dẫn kỹ thuật xây dựng chuồng trại, rồi nhiều thứ khác nữa. Hiện tại, tập đoàn đã cấp 220 con bò giống đến tay người dân. Trong đó 60% đã cho sản lượng sữa đều đặn và có chất lượng cao. Theo kế hoạch, đến cuối năm, số bò giống được cấp sẽ là 500 con. Đến năm 2025 là khoảng 2.800 đến 3.000 con. Và đến năm 2030 là 8.000 đến 10.000 con. Nhằm đảm bảo việc chăn nuôi cho người dân thật sự bền vững, tập đoàn TH thường xuyên cử chuyên gia xuống tận nhà hộ dân để hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật chăm sóc bò sữa, cũng như kiểm tra, đánh giá chất lượng đàn bò mà bà con đang chăm sóc. Trong chuyến công tác ngày hôm nay thì TH kết hợp với lại Đà Lạt Milk đi hỗ trợ các hộ nông dân về mặt kỹ thuật, và đặc biệt là đoàn chúng tôi là thuộc bộ phận thức ăn và dinh dưỡng nên là sẽ kiểm tra đánh giá cái tình hình chuẩn bị thức ăn, cho ăn và chế độ dinh dưỡng của đàn bò tại huyện Cát Tiên. Bên cạnh lợi nhuận cao với đầu ra đảm bảo khi đã được tập đoàn TH ký hợp đồng tiêu thụ với bà con, thì khi tham gia vào mô hình này, bà con nông dân còn được tập đoàn TH hỗ trợ không tính lãi 50% kinh phí cấp bò giống. Tức là mỗi con bò giống có chất lượng hoàn hảo từ tập đoàn TH, có giá khoảng 70 đến 80 triệu đồng, thì bà con nông dân chỉ phải bỏ ra gần 40 triệu. Số tiền còn lại, bà con sẽ có thể trả chậm thông qua lượng sữa mà tập đoàn TH thu mua. Và mỗi lần trả sẽ không quá 30% số tiền mà bà con bán được. Huyện cũng đã làm việc ký kết hợp đồng với là tập đoàn TH cũng như công ty ở Đà Lạt về cung cấp con giống, rồi về hỗ trợ về mặt kỹ thuật, rồi là về ký kết hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm sữa, và được bà con hết sức đồng tình hưởng ứng. Đây là phải nói là một cái kế hoạch và cái chương trình là mới và chuyển đổi cái tư duy sản xuất từ sản xuất bò thịt quảng canh sang sản xuất chăn nuôi bò sữa, là thâm canh áp dụng khoa học kỹ thuật và sẽ nâng cao hiệu quả cho cái ngành chăn nuôi của huyện. Bên cạnh những giải pháp hiệu quả của chính quyền địa phương nhằm nâng cao thu nhập cho nhân dân, cùng sự đồng thuận cao của bà con trong xây dựng nông thôn mới, thì cũng cần phải nói đến việc chung tay góp sức của toàn thể xã hội trong việc thực hiện tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư. Như tại huyện Krông Pách, tỉnh Đắk Lắk, chỉ tính trong năm 2022, địa phương này đã huy động được hàng chục tỷ đồng từ các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân để xây mới và sửa chữa gần 170 căn nhà cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách có công với cách mạng trên địa bàn. Những căn nhà mới đậm chứa tình thương yêu, đùm bọc, lá lành đùm lá rách
của những con người Việt Nam, không chỉ tiếp thêm động lực cho đồng bào nghèo vươn lên trong cuộc sống, mà còn giúp các địa phương hoàn thành tốt tiêu chí về nhà ở, về hạ tầng cơ sở trong xây dựng nông thôn mới. Trước đây thì tôi có nhà gỗ mà lụp sụp để mà che nắng che mưa, mà bây giờ nhà nước tạo điều kiện cho tôi được một nhà. Tôi nói chung là cảm xúc của tôi rất là mừng, không biết nói sao để cảm ơn Đảng và nhà nước. Trong năm 2022 thì xã đã giảm được là 9,58%. Đến nay xã là còn lại 158 hộ. Của năm 2023 thì xã sẽ giảm từ 4-5% hộ nghèo. Thì năm 2023 xã sẽ đạt được tiếp hai tiêu chí, đó là tiêu chí về giao thông và tiêu chí về giảm nghèo. Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn vùng Tây Nguyên đã có hơn 310 xã về đích, chiếm tỷ lệ 52%. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 47,8% vào năm 2006, đến nay xuống còn dưới 7%. Trong đó tỉnh Lâm Đồng là dưới 2%. Và với những bài học, kinh nghiệm đúc kết được sau hơn 10 năm thực hiện chương trình, cùng với sự đồng thuận cao độ từ phía nhân dân, thì mục tiêu đến năm 2025, toàn vùng Tây Nguyên sẽ có trên 400 xã đạt chuẩn nông thôn mới, là hoàn toàn khả thi. Thưa bà con, và để thực hiện được mục tiêu trên, thời gian tới, các tỉnh Tây Nguyên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp bà con hiểu rõ hơn nữa vai trò chủ thể của chính mình trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời lồng ghép các chương trình dự án của chính phủ như chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, để có thêm nguồn lực đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng cơ sở nhằm phát triển toàn diện kinh tế xã hội và thu hẹp dần khoảng cách giữa các vùng miền của địa phương. Và đến đây, chúng tôi xin được khép lại chuyên mục Nông thôn mới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.